Tôi tới đây Là vì có chuyện muốn nói với mọi người Thời gian qua Tôi rất xin lỗi Vì đã không thể nói ra Vợ chưa cưới của tôi Chính là cô Park Su kia Wow wow, con <laughs> đã vậy có nghĩa là à, cô Sukiun là con gái của chủ tịch thật sao? Sao cô có thể lừa dối chúng tôi như vậy được chứ? Oh, tôi không ngờ cô Sukiun, ừ, vậy thì trưởng phòng căn có biết chuyện này không vậy? Tôi sao? Chắc chắn là biết rồi. Đất xin lỗi vì thời gian qua đã luôn giấu giếm mọi người. Dù sao thì không có gì thay đổi hết. Như bây giờ thôi. Sukiya kiện Tôi mong mọi người giúp đỡ cho Su kia Ờ, tôi xin lỗi nha. Nè, 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 nè. Nè, có đúng gì không? Hả? Ờ, chúng ta uống thôi. À, dạ. Rồi đi. Hiền thế à? Đi đâu vậy? Em về trước đi. Hiền thế à? Cậu? ơi ờ, cái chuyện quái quỷ gì đây chứ? ơi à... Ồ. Ờ. Tổng giám đốc truy đính hôn với con gái của chủ tịch rồi. Ờ vậy sao? Cố hiện đang đi du học thì phải. Nhà cô quen họ mà cô không biết hả? Ốp, cô cũng quen tổng giám đốc sao? À dạ, cũng một chút. <laughs> Có chuyện như vậy? Không phải là cậu Đang hẹn hò với cô bác chứ Cô bác Suki Không phải là người cậu có thể giới tới đâu Là cấp trên của cậu Tôi khuyên cậu đừng bao giờ mơ tưởng gì tới cô ấy Tốt cho cậu thôi Em bị sao vậy hả? Anh không biết sao? Tại sao anh lại nói ra chuyện em là con gái của chủ tịch vậy? Anh không nói em là con gái của chủ tịch mà là vợ sắp cưới của anh. Không phải là con gái của chủ tịch mà là người sắp kết hôn với anh. Anh nói gì sai sao? Em đã muốn đích thân nói cho mọi người biết chuyện đó đó. Em đã có cơ hội rồi. Anh đã muốn em nói ra sự thật nhưng mà em đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Em và cậu Kim Hiền The đó đang lừa dối lẫn nhau em nghĩ sẽ kéo dài được bao lâu đây tốt hơn hết là nói thật ra và kết thúc mọi chuyện đi như vậy cũng tốt cho cả đội đó chắc họ cũng rất ngạc nhiên nhưng sớm muộn gì cũng vậy em đừng nổi giận với anh nữa mà vào nghỉ đi Uh. 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 uống đi uh. dạ con cảm ơn mẹ uh. Uh. cô ấy đang là giáo viên tiểu học và quan trọng hơn là cô ấy cũng thích con nít mẹ à mẹ đã nói với mọi người rằng mẹ coi con như con trai ruột của mình vậy <laughs> Nhưng dù có nói vậy đi nữa Mẹ cũng là mẹ vợ Nếu mẹ có con trai Mà phải chứng kiến nó nuôi con Có một mình Thì mẹ cũng sẽ kêu nó tái hôn lẹ thôi Đáng lẽ mẹ phải làm như vậy từ lâu rồi Mẹ xin lỗi và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Con không muốn như vậy đâu Con cũng không cần gặp cô ấy luôn đâu Cứ từ từ nghĩ đi Con cũng đâu thể sống một mình mãi được Cứ gặp đi Nếu thích thì tiếp tục không thích thì thôi cũng được mà Thôi còn nghỉ ngơi đi ha Dạ hmm. yeah. uh. số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn. Con đã nói với mọi người ở trong công ty, chuyện Suki Ân là giờ sắp cưới của con rồi. Tốt lắm. Con bé Suki Ân nói sao? Sớm muộn gì họ cũng biết mà. Cũng phải thôi. Ba mẹ của Suki Ân sẽ định ngày kết hôn rồi thông báo cho chúng ta. Lợi nhuận từ cửa hàng thứ tư được nhiều không mẹ? Mẹ đã hiểu Tại sao Trung Quốc là một trong những đại lục rồi? Doanh thu khác hẳn so với trong nước, cũng phải tới 5 tỷ quân. Lần này mẹ đừng có chia lợi nhuận nữa. Mẹ cứ để hết số tiền đó cho con đi. Sao? Con cần dùng mà. Con có gì cần dùng đó? Con đã cần dùng, chẳng lẽ mẹ lại không đưa? Con cảm ơn mẹ. Ừ. Tắm rửa đi con. Dạ. con đừng thất vọng quá nha thằng bé cũng không thể sống một mình mãi được không phải sao Hai người trông rất đẹp đôi đó, tổng giám đốc. Cảm ơn cô. Hai người tính khi nào kết hôn vậy? Sẽ sớm thôi. Cô bác à, chúc mừng cô nha. Ừ, đúng rồi, vậy hả? Thì cho khó lắm, lắm đồng rồi tôi rồi. Tôi tôi cũng phải, phải đồng cũng quan trọng lắm đó, đó, đó nha. nha. lát nữa chúng ta gặp nhau đi đúng mà Hờ, xin chào mọi người cô Su cô là con gái của chủ tịch thật sao à chúng ta là đồng nghiệp nên tôi gọi cô là Suki Ân được chứ? Dạ. Dù vậy nhưng mọi người vẫn phải tôn trọng cô ấy. Mong cô giúp đỡ nha cô Suki Cô Suki ơn tôi thấy hơi thất vọng đó. Xin lỗi mọi người. Tại sao cô Suki Ân phải xin lỗi vậy? Thôi, mọi người vào phòng họp luôn đi. Dạ. Vào đi ồ oh. chuyện sao rồi phía ngân hàng không đồng ý gia hạn Ai... giám đốc ngân hàng vẫn trách mặt tôi sau cuộc gặp lần trước có gì đó rất kỳ lạ đó là ngân hàng chính của chúng ta nên tôi nghĩ là họ sẽ đồng ý mà tôi sẽ thử hẹn gặp họ lần nữa cô sau. ờ à, cứ làm vậy đi ờ à, khách hàng phía trung quốc vẫn chưa thanh toán à dạ Ơi, à, không thể tin được Chồng trước của Chiên Súc Đối xử với cô ấy cực kỳ tốt Nhưng chỉ vì bà mẹ chồng ác độc Mà cô ấy đã bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình Người chồng thứ hai Cũng rất yêu thương Chiên Súc Nhưng không lâu sau Cũng qua đời luôn Vậy là Chiên Súc Đã kết hôn tới hai lần rồi sao Cô ấy có một đứa con gái Chị ta nói xạo về quá khứ của mình Sao vậy Còn giảng bài về chuyện người khác sao không thể tin nổi. Ôi trời, tôi xin lỗi vì tới trễ, tôi xin lỗi nha. Chào chị. Tôi uống nhiều quá, thức dậy cũng đã 10 giờ rồi. <laughs> ờ, nhưng mà, cô ra ngoài sao? Chuyện chị nói là thật sao? Cái gì? Chuyện chinh xúc kết hôn hai lần và có một đứa con gái với chồng trước là thật sao? Ch 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 Chuyện đó là do tôi nói sao? Chị không nhớ hả? <laughs> ôi trời cô tuyệt đối không được nói với chị xúc cô ấy mà biết là do tôi kể thì sẽ cạch mặt tôi luôn á hả tôi biết rồi Ô, nè 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 ôi trời, ôi trời ơi sao mình lại uống say như vậy chứ ôi trời sao mình lại kể ra chuyện đó hả ôi Rốt cuộc là có gặp hay không? Thằng bé nói là sẽ xem xét, nhưng chịu thôi. Ừ, có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên mẹ lại muốn làm mối cho con rể? Vì mẹ biết nếu đã coi nó là con trai thì nên làm gì? Mẹ nghĩ như vậy là rất đúng đó. Dù có gặp nhau, cũng chưa chắc thằng bé sẽ thích cô gái đó. Mẹ cũng mong như vậy đúng không? Trong đầu thì muốn giới thiệu cho em rể một cô gái. Nhưng trong thâm tâm lại hy vọng cậu ấy không thích cô gái đó, có phải không? Còn bị hâm thiệt rồi, hả? <laughs> à, đi thôi dạ yeah. ừ đi học ngoan nha <laughs> ừ. à, mẹ mình đúng là đáng yêu thiệt đó <laughs> tôi xin lỗi vì không nói cho anh biết trước tôi và anh ấy đã quen biết nhau từ rất là lâu rồi và đã đính hôn với nhau bốn năm trước cô không cần giải thích với tôi đâu anh hiên the khi biết chuyện cô là giờ sắp cưới của tổng giám đốc và là con gái của chủ tịch tôi đã rất sốc nhưng rồi sao không liên quan gì tới tôi hết tôi đã thấy ghét cô Su kia nhưng bây giờ thì ổn rồi dù sao với chuyện của tôi chuyện của cô xua kia nghe cũng sốc hơn nhiều mà tôi lại nghĩ chuyện của anh hiên the mới sốc hơn đó Tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng anh thì đã kết hôn rồi. Tôi chưa có con, nhưng mà anh đã có con rồi mà. Dù có nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô Su kia đã đến hôn rồi. Nhưng mà tôi không hề yêu anh che dân một chút nào. Về chuyện đến hôn... Đúng vậy. Đó là lựa chọn của tôi, nhưng vì bất đắc dĩ thôi. Tôi cũng đã muốn nói hết cho anh nghe. Nhưng mà rồi, sau khi tôi biết chuyện anh đã kết hôn và có một cậu con trai thì tôi không thể nói ra được nữa. tôi hiểu rồi thật may là giờ mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi anh nói như vậy là sao tôi biết cô là con gái của chủ tịch và đã đến hôn với tổng giám đốc chê nên giờ thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi anh nghĩ đơn giản như vậy sao còn tới bây giờ tôi vẫn rất là bối rối không biết nên làm gì nữa đây vậy mà chuyện đó lại đơn giản với anh như vậy hả đừng phức tạp quá mọi chuyện lên hay cứ làm gì với nhau như những người đồng nghiệp bình thường với tôi tôi không được nhận vô làm trong công ty này dễ dàng như cô su kia mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi nghĩ việc nhưng mà tôi còn phải chăm sóc cho con trai và mẹ của mình nữa cho nên tôi không thể nghĩ việc ở công ty này được <laughs> ủa anh <laughs> anh đã biết chị gái của tôi là ai vậy thì cũng sẽ biết tôi là ai anh hiểu rồi chứ anh phải thể hiện sự tôn trọng đối với tôi đó Ơi, ơi! gì vậy trời thái độ coi thường mình dữ <laughs> Nè cậu Hiên Thê Cậu hiểu kiểm tra quảng cáo cho mẫu sản phẩm lều đi Dạ thưa trưởng phòng Hiên Thê à Cậu và Suki nói chuyện chưa vậy hả Cô ấy đính hôn với tổng giám đốc là thiệt sao Anh à Đừng nhắc về cô ấy nữa Tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi Gì mà thơm quá vậy Mẹ nấu món gì đó Dạo này Hiên The ăn không ngon miệng Nên mẹ nấu canh rồng biển với hào cho thằng bé Ú, Nhìn ngon thiệt <laughs> uhm. à, Ngon thiệt đó Mẹ à mình ăn luôn đi Ngon quá Đợi Hiên The về rồi cùng ăn chứ con sao vậy Úi, Trời ơi à. Alo Dạ, bây giờ sao? Tôi biết rồi. Ai vậy mẹ? Con không cần phải biết đâu. Nè, nếu nước sôi thì tắt đi nha. Hử? Hử? Gì vậy? Lẽ nào là người tên Sâu Trang? Ôi trời ơi. anh kiếm được chưa tôi đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm thành à, bác dân hô và con gái đây là một vài bức hình chị thử xác nhận này đi không có à dạ trong này không có người tôi đang cần kiếm vậy thì chị có chắc tin đó đúng không có thể chị nhớ lộn tên của ông ấy đó tôi nghĩ là có thể họ đã đổi tên của bô nhưng ông bắc dương hô là người lớn rồi nên chắc sẽ không đổi tên đâu vậy thì tôi sẽ thử đổi cách thức để kiếm lại coi sao dạ cảm ơn anh người đàn ông đó là ai vậy ta mọi người đã biết chuyện Su Ân là con gái tôi và chuyện đó là vợ sắp cưới của Che Dương. Là Su Kiêu Ân nói ra sao? Che Dương đã nói ra trong bữa ăn tối của phòng đó. Mẹ nghĩ là thằng bé Che Dương buộc phải làm như vậy. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Mẹ giúp tụi con chọn ngày tổ chức hôn lễ đi mẹ. Mẹ sao? Mẹ quen thầy bói mà. Mẹ biết rồi. Con đi cùng mẹ nha. Dạ. <laughs> thằng bé Su Trên vẫn làm tốt chứ. Tôi đã bắt gặp nó trong phòng của Che Dương đó nó nghĩ mình là ai mà thường lui tới phòng của tổng giám đốc chứ là con trai của chủ tịch chứ ai nữa cái gì vậy rồi mình la mắng nó hay sao tôi cảnh cáo nó rồi ừ uhm. à, ôi lạnh thiệt là ai mà mẹ phải ra ngoài để gặp mặt vậy không có gì đâu ê trời lạnh quá dạ con chào mẹ ờ à, chắc hôm nay làm việc mệt rồi đi tắm đi rồi ra ăn ha dạ <laughs> em rể à Nghe nói mẹ đã cho em coi ảnh rồi Em sẽ gặp cô ấy chứ Ai trời, Thôi đi Con đừng có tạo áp lực cho thằng bé nữa Em sẽ đi gặp Sẽ gặp sao Thật hả Dạ yeah. <laughs> Ngậu thiệt mẹ ha Ờ anh mắc cười không mắc cười thiệt hả anh con đi cùng với mẹ đi con à, con không thích anh ấy muốn gặp mẹ chứ không phải gặp con cậu ấy muốn mời mẹ đi ăn trưa nhưng mà thực ra muốn mời cả con nữa vậy mà cũng không hiểu sao dù sao thì con cũng không muốn đi vậy thì mẹ cũng không đi luôn Oh, tùy mẹ đó Suki hơn à Nhìn anh rất trẻ Thật không giống người đã làm cha à. Xin mời ngồi Dạ Con trai anh mới 5 tuổi nên chắc là đáng yêu lắm hả? À, con xin lỗi con tới trễ quá anh à em không thích chỗ này mình đến chỗ khác đi anh có muốn đi coi phim sau khi ăn xong không được ầm uhm. <laughs> Ôi ừ, trời, <laughs> ngon ghê. <Phải>, ngon mà. <laughs> mm. Mm. À, à. Thầy vẫn chưa nói cho gia đình biết sao hả thầy? Vợ ừ, tôi đã phát hiện ra và kêu tôi phải nghỉ việc cái chỗ đó ngay lập tức. Ừ, rồi sao nữa? Tại sao tôi phải nghỉ chỗ đó? Tôi đâu có phải là kẻ cấp mà cũng đâu có làm gì phi pháp đâu. Đúng vậy đó, thầy phải kiên trì và cố gắng cho tới cùng. Thầy chơi à? Cố gắng lên. <laughs> Cô Chin chu

sao tôi lại không lưu số của cô tôi lưu số của cô trong đầu rồi nè trong đầu đó bây giờ đã được chưa dạ đã nhiều rồi <laughs> dạ cô ấy nói là vừa ý sao à, vậy thì tốt rồi con rể của tôi vẫn chưa thấy về nhà dạ tôi sẽ hỏi khi nào thằng bé về dạ cô ấy rất vừa ý sao ừ kết hôn với người đàn ông đã có con không hề dễ dàng chút nào Yes. <sighs> Sao anh ấy có thể coi mắt người khác luôn được chứ? À, ô, ô rượu. À, nè. Có chuyện gì mà con uống nhiều rượu vậy hả? Em uống với cô gái mới quen sao? Mẹ à. Sao con? Mẹ muốn con tái hôn tới vậy hả? Mẹ muốn con chuyển đi. Bằng cách kêu con tái hôn với người phụ nữ khác sao? À, không phải mẹ làm như vậy cũng là vì em rể thôi nhưng con đã nói với mẹ rồi mà con muốn mẹ con và hun chúng ta cùng sống với nhau thiệt lâu trong ngôi nhà này mẹ biết mẹ cũng muốn như con vậy thôi nhưng con không thể sống như vậy hoài được hun cũng cần có mẹ chăm sóc cho nó mà dù mẹ có đối tốt tới đâu nhưng vẫn không phải là mẹ nó. Con còn trẻ như vậy thì sao sống một mình mãi được hả con? Mẹ không thể ích kỷ như vậy được đâu. Nhưng con đã hứa với Dương Che rồi. Mẹ à, con đã hứa với cô ấy rồi. Con đã hứa sẽ chăm sóc cho thằng bé thay cả phần của cô ấy rồi, mẹ à. Mẹ rất biết ơn điều đó. Hơn nữa, con cũng đang làm rất tốt. Đó là lý do mẹ coi con như con trai của mẹ vậy. Vậy thì mẹ không nên làm như vậy chứ. Cho dù con có thích người phụ nữ khác, thì mẹ cũng nên la mắng con mới phải. Sao con dám đi thích người phụ nữ khác trong khi con chỉ nên nghĩ về dân chê thôi? Mẹ nên la mắng con như vậy mới phải chứ? Con tình thật xin lỗi mẹ. Con cũng thấy cho cô lỗi với dân chê. Con không cần cảm thấy có lỗi đâu. Dạ. Yeah con thành thật xin lỗi mẹ chị em xin lỗi con thực sự xin lỗi Ôi. cậu ấy nói như vậy thật ra cậu ấy có thích cô gái đó hay không hả mẹ có nghĩ rằng em rể vẫn chưa quên được dân che không à, có phải vì mẹ nghe theo lời con mà đã khiến cho thằng bé mệt mỏi như bây giờ hay không con hỏi rằng mẹ có để cho con trai mình sống cô độc không đó thôi con hỏi khi nào chứ con chỉ nói điều người khác nói thôi mà từ bây giờ mẹ sẽ không nhắc tới chuyện đó cho tới khi hiên the tự nhắc tới con cũng đừng có nhắc tới chuyện đó nữa vậy là mẹ tính đợi tới khi em rể tự mang bạn gái về sao Hi, coi bộ dạng của cậu ấy hôm nay có khi cậu ấy sẽ không bao giờ đưa ai về đó thằng bé không thích cô gái gặp hôm nay có đúng vậy không ừ con cũng nghĩ như vậy hiền thè sẽ không dễ gì thích người khác đâu thằng bé là người rất nặng lòng mẹ à lẽ nào vì mẹ muốn sớm được tái hôn cho nên mới muốn hi ơn the tái hôn lẹ sao cái gì còn nói linh tinh cái gì vậy hả đừng có nói linh tinh nữa đi ngủ đi ê trời vậy thì người đàn ông đó là ai Gặp tôi ở cầu thang một lát nha Chê Dương à Mẹ đang ở dưới hầm đây Tới văn phòng của con sao Được mẹ biết rồi Ôi. sao lại như vậy chứ anh và cô gái ngày hôm qua là coi mắt sao thật hả ừ sao anh có thể làm như vậy anh làm vậy là vì tôi sao để quên tôi hả cô nghĩ rằng tôi làm vậy là vì cô sao chúng ta không liên quan gì tới nhau hết mà không phải chúng ta chỉ thương nhau như đồng nghiệp vì cùng trúng tuyển vô công ty một đợt thôi hay sao vậy thì tại sao anh lại khiến cho tôi hiểu lầm chứ là su ký ơn sao sao lại nhớ số điện thoại của tôi sao lại dạy tôi cách tự vệ chúng ta thậm chí còn hôn nhau trong xe khi đi cắm trại nữa mà những thứ đó là gì tại sao anh lại nói cho tôi biết chuyện anh đã kết hôn vì có một cậu con trai hả mình gặp cậu ta ở đâu rồi con rể của chinh xúc hai người họ đang làm gì ở đây vậy chúng ta là đồng nghiệp hay sao <laughs> vậy thì đi quá xa rồi chuyện đó chỉ có thể là chuyện anh làm với người phụ nữ mình thích được thôi vậy thì cô muốn tôi làm sao đây hả cô nói đi tôi chỉ là người đã xen vào giữa cô và tổng giám đốc chơi chọc sắp cưới của cô thôi nhưng anh đã thích tôi trước khi biết chuyện đó mà đúng vậy tôi đã sắp phải lòng cô nhưng tôi buộc phải dừng lại. Trước khi mọi việc đi quá xa. Quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Không có gì khác.